Đi ta bóng mặt trời à. Đi ta bóng mặt trời à. Nhìn đâu. Đi ta bóng mặt trời à. Trước khi con mắt ta ngày đầu đó sẽ trở nên đục ngầu. Trước khi ta hóa thành xương khói hay là đâm lá mục nâu. Trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tan. Trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. Tận cùng thế giới là gì? Đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao. Ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh trao. Trong mắt của rất nhiều người ta rất điên và rất ưng bướng. Lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua. Khi những đam mê còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không hề xa. Chưa trở nên lục hậu là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình, là ngày mà tâm tư ta trở thành lá mục nâu rồi ta nằm vào trong những điếc sâu. Trải qua không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca, chỉ là ai cũng có những ngày trẻ rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng, là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia. Yeah. Đi theo bóng mặt trời, 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 đi theo bóng mặt trời.